Bể nước nhà anh Lợi, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 10 năm nay, đây là nguồn nước duy nhất cho gia đình ba thế hệ. Do nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn nặng, mặc dù đã qua hệ thống lọc, thế nhưng với chất lượng như thế này, nó vẫn chưa thể sử dụng được ngay mà còn phải chờ lắng từ 1 đến 2 ngày. Đây là thực trạng đang diễn ra hàng chục năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là với các huyện ngoại thành như Bình Chánh. Cái này phải qua bồn ở trên xử lý, trên lọc một lần, xuống đây là sử dụng rồi, để sử dụng như thế này mà nước nó phải để lắng lại một thời gian nữa mình mới có thể sử dụng được. Mà trong nước này bây giờ thì nó rất là nhiều tạp chất luôn, ăn uống thì mình dùng nước này để sinh hoạt thì không được rồi, chỉ để tắm giặt thôi, chứ là sử dụng cái nấu nướng hay là gì đó dùng không có được. Nó phèn, mới đầu mình bơm nó trong, lát nó đục, nó đụng như nước cơm vậy, rồi nó đen, nó vàng, nó đen thui luôn, lo sợ chứ. Sợ da thịt đồ mình ăn uống đồ mình sợ, ăn uống rồi đổi nước đổi không á. Mấy nhỏ tắm cũng sợ nó bị da đồ á. Bây giờ nước sạch ở đây rất là cấp bách, bà con ở đây người ta là quan trọng, là bà con ở đây người ta yêu cầu là cái nhà nước nó có cái cấp cái nguồn nước mà thủy cục á về xài mới được, chứ còn cái nước ngầm này là xài không được. Vậy thì cái hiện trạng bây giờ nó đang như thế nào? Rất ô nhiễm, rất là nặng. Nếu mà mình bơm vô đó là trong vòng mấy tiếng đồng hồ hoặc đêm mà sáng mai là nó cặn vàng với cái thùng vàng hết đó luôn. Hầu hết những hộ dân ở các vùng ngoại thành hiện nay đều không dám sử dụng trực tiếp nguồn nước ngầm do bị nhiễm phèn nặng trong nhiều năm. Để sử dụng được nguồn nước này, mỗi gia đình phải tự trang bị một hệ thống lọc có giá trị từ 5 đến 10 triệu đồng hoặc cao hơn nếu có điều kiện. Tuy nhiên, họ chỉ dám dùng để tắm rửa, tuyệt đối không dùng để nấu ăn. Muốn có nước sạch để ăn uống, những hộ gia đình này phải mua với giá 120.000 đồng một khối. Hoặc mua với giá 10.000 đồng một bình 21 lít. Số tiền phải trả để mua nước hàng tháng lên đến vài triệu đồng, và đó là một số tiền không nhỏ. Như nhà tôi á, thì đây là nước nhiễm phèn, nhưng mà có gắn một cái dàn lọc là khoảng 5 triệu mấy 6 triệu. Rồi á, cũng giặt đồ để cho không vàng thôi, chứ sử dụng nấu ăn uống gì là cũng không có xài được, là đổi nước bình. Người nào cũng, nhà nào cũng đổi là một khối nước là 120 ngàn, nhưng mà xài tối thiểu nhất là khoảng 3 ngày là hết. Chứ còn hơn nữa là không đủ. Ở đây nếu mà muốn xử lý nước, muốn dùng nước sạch đó, người ta phải thuê mua bồn mỗi xe là bao nhiêu khối, một mét khối là bao nhiêu đó. Người ta chở xe ba gác tới, người ta bán cho mình, đó là dùng nước sạch để ăn uống tắm giặt. Còn nếu mà nước uống riêng đó, nếu nhà không có điều kiện mua đó, là phải kêu nước bình 21 lít, bình đó để sử dụng để uống. Bắt buộc phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm, nhiều người dân liên tục bị bệnh tật hoành hành. Trẻ em ở những nơi này thường xuyên bị đỏ da, mẩn ngứa. Được biết, để tránh bị bệnh ngoài da, đường tiêu hóa, viêm nhiễm, nước sạch ở đây được ưu tiên theo thứ tự: trẻ em, người già, phụ nữ. Thứ nhất là ngứa, mình ngứa mẩy, nổi mụn, đó tối là ngủ không được. Nó phải nổi nó ngứa lên, rồi nó không ngủ được, nó ngứa ngáy, nó dãy dụ không, nó không ngủ được, là nước nhiễm phèn, nó bị ô nhiễm rồi, tắm nó là nó bị như vậy. Nhiều người ở đây cũng vậy, nhưng mà như nhà tôi thì có nước lọc, thì cháu tôi thì nó không bị trong cái tình trạng đó, nhưng mà mỗi gia đình khác thì người ta đã bị rất là nổi mụn rất là nhiều. Trẻ con xài thì nó rất là nguy hiểm rồi, còn người lớn thì nó cũng đề kháng mình, nó cũng lớn, nó cũng đỡ được phần nào. Thì cái đó thì chắc rồi, để cũng như người ta không có điều kiện, người ta cũng phải để dành cho trẻ em nhiều hơn. Thật ảnh hưởng đến mấy đứa nít nữa. Nói chung là nó cũng yếu hơn so với mình sử dụng quen rồi. Nước mình cũng quen nguồn nước lâu rồi. Tắm giặt cho nó thì cũng không có dám dùng nước này, dùng nước đã qua lọc rồi mới tắm giặt. Cho ăn uống này nọ cũng không có dám. Con nít rất là dễ bệnh, còn mình người lớn mà dễ bệnh, để sử dụng nước này thì còn dễ bệnh. Ảnh hưởng đấy, sử dụng cái nước này có thể ảnh hưởng đến dạ dày, đến thận sau này nữa. Nhu cầu là nước sạch thì xài hết, sinh hoạt là xài hết trong gia đình. Nhưng mà theo tôi là mấy chú nói là bây giờ để dành cho trẻ em, thì tôi xin thêm là nó cho phụ nữ xài luôn đi. Còn thanh niên mình, ví dụ mình tắm nước này rồi mình vô mình xả nước kia là cũng được. Hoặc là mình giặt vũ này kia là nước, cái nguồn nước của mình.
rồi ăn uống thì phải nước sinh hoạt cho tốt mới được. Nguồn nước giếng khoan không đảm bảo, nhưng hàng nghìn người dân vẫn phải sử dụng hàng ngày, bất chấp những hệ lụy lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe. Mong muốn tối thiểu là có nước sạch để sử dụng của những hộ dân này sẽ còn khá lâu mới thành hiện thực. Lý do là bởi nguồn nước máy từ hệ thống nước lọc của thành phố không đủ cung cấp hoặc chưa có hạ tầng cơ sở để vận chuyển đến những nơi này. Vâng, thưa quý vị, trong một thống kê gần đây nhất thì có tới 417.000 hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh đang không có hoặc là thiếu nước sạch để sử dụng. Và hầu hết đều thuộc các quận huyện vùng ven xa trung tâm thành phố. Hàng nghìn hộ dân tại những nơi này, họ vẫn đang phải sử dụng nguồn nước ngầm nhiễm phèn nặng và nước ô nhiễm từ các con sông, con rạch, bất chấp những hệ lụy khôn lường có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Và theo tôi được biết thì trước đây thành phố Hồ Chí Minh cũng từng đặt ra mục tiêu là đến cuối năm 2015 thì 100% người dân phải được dùng nước sạch. Tuy nhiên điều đó đã không thể trở thành hiện thực. Và trong năm 2016 này, thành phố lại tiếp tục đặt ra mục tiêu đó là một mức giá duy nhất. Điều này thì có thể trở thành hiện thực hay không thì đến thời điểm này chưa thể khẳng định được. Chỉ biết rằng việc cung cấp nước cho hàng nghìn hộ dân vùng ven mới chỉ dừng lại ở việc khảo sát, đo đạc, tính toán trên giấy tờ là chủ yếu mà thôi.